Chào các bạn. Các bạn thân mến, trong cuộc triển lãm đang trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc thì ta nổi lên thấy những tác phẩm bonsai vô cùng ấn tượng đối với người xem. Trước mắt chúng ta là cây dưới. Cây dưới dáng lão. Đó. Rồi. Ngoài ra còn có những cây khác. Những cây này thì nó có một cái hình thù vô cùng đặc biệt, nó gây một ấn tượng mạnh đối với người xem. Và trong video này thì tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn những cây như thế. Đây, cây này lá hơi to một chút, cây này người ta gọi là cây sang. Không biết cây sang là cái gì. Cây cái hình thù vô cùng đặc biệt. Cái điểm yếu của cây này là lá to các bạn ạ. Đấy, lá nó to quá. Cây có một cái hình thù rất là quái. Người ta hay dùng những cái từ quái để chỉ những cây như thế này. Có lẽ là dùng từ quái thì nó cũng... Ta dùng từ kỳ thì tốt hơn. Chúng ta hiểu thế nào cũng được. Tuy nhiên thì theo mình thì ý chứ không ý ngữ. Cũng không câu nệ vào câu chữ nhiều quá. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục chiêm ngưỡng những cây tiếp theo. Đây rồi, đây là cây gạo các bạn. Lá này là lá gạo. Ta nhìn bộ đế của cây này. Đấy. Cuộn khoanh. Rễ cuộn khoanh tròn. Lên đến thân. Nói về cây hoa gạo thì chắc là ai cũng biết. Cây này là một loại cây mà ra hoa vào mùa tháng 3. Hoa gạo đỏ rực. Mỗi độ xuân về thì lá gạo, lá hoa, lá của nó thường rụng. Và cây chỉ còn trơ ra những cành khẳng khiu. Những cành trụi lá. Và điểm trên đó là những bông hoa gạo đỏ rực. Chúng ta cùng xem thông tin của cây này. Cây gạo mãng xà. Người sở hữu là Trần Danh Chánh, Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh. Số điện thoại là 0961 180 681.
cây rất là lớn nhưng mà đường chuyển của tay cành rất là mềm mại. Cây này sau này mà ra hoa là rất đẹp các bạn. Sau này mà chi dăm đã hoàn thiện rồi mà nó đơm hoa là rất là thích. Rồi, mình dừng video đây nhá. Các bạn cho mình một nút nhấn đăng ký đi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.